Những vấn đề thời sự luôn được cập nhật kịp thời. Những tấm gương bình dị giữa đời thường. Những nét văn hóa truyền thống cần được giữ gìn. Những câu chuyện cảnh giác chưa bao giờ cũ. Tất cả sẽ có trong camera cận cảnh. Nhắn tin, gọi điện, chụp hình và nhiều công dụng khác, điện thoại đã trở thành một phương tiện liên lạc giải trí không thể thiếu đối với nhiều người ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Một ngày thì đa số là em ở trên điện thoại nhiều, tại vì em làm việc trên điện thoại với máy tính không. Hiện tại bây giờ mình đang dùng hai thiết bị, một cái thiết bị dùng để trong công việc, còn cái là để giải trí. Nhà cô cũng mỗi đứa mỗi cái, bốn đứa một cái. Làm việc đa số là làm online, mà không có cái điện thoại thì không bao giờ mà phải làm việc được. Mình di chuyển liên tục, còn cái máy tính nó bự quá, nó không có thể nào mà nó tiện lợi bằng cái điện thoại được. Mình sử dụng điện thoại thì chắc ngày cũng phải sử dụng mười mấy tiếng. Từ sáng cho đến chỉ có khi nào ngủ, gần đến giờ ngủ rồi mới không sử dụng đâu. Bên cạnh những tính năng hữu ích cho con người, điện thoại di động cũng tiềm ẩn nguy cơ gây ra những vụ cháy nổ. Những nguyên nhân từ đâu? Tâm lý của người tiêu dùng bây giờ là đầu tiên là về giá rẻ. Rất tâm lý của tiêu dùng Việt Nam mình nghĩ là thứ nhất là giá rẻ, còn chất lượng thì họ nghĩ là mình nghĩ là họ chưa quan tâm gì đến chất lượng cái hàng. Điện thoại của em thì em chưa bao giờ suy nghĩ đến việc là lo lắng đến việc nó cháy nổ. Chưa gặp cho nên không nghĩ tới chuyện đó. Yeah. Anh thì nói chung là về nhà thì tối xài xong rồi cắm sạc qua đêm hàng ngày luôn, chứ không có nửa đêm như thức dậy mà rút điện thoại ra. Cái đó là mất giấc ngủ. Anh đã từng nghe và đã đọc trên báo chí nhiều về thông tin về vừa điện thoại dự phòng đang sạc nổ. Mình có coi một vụ ở trên mạng là sử dụng điện thoại nổ bàn tay á. Mình nghĩ là tại có thể là vừa sử dụng điện thoại rồi vừa cầm chơi game sạc pin rồi nóng quá, với lại cái thể là điện thoại đó nó bị hư một bộ phận là rồi sẵn rồi. Ở ngoài đường phố thì em thấy họ bán rất là nhiều sản phẩm tràn lan đó, thì em nghĩ là các cái vụ cháy nổ thì nó xuất phát từ đó. Rất là khó nhận biết, tại vì đa số là mẫu mã nó nhái mà, cho nên nó nhái cũng khoảng 80-90% rồi, cho nên người tiêu dùng á đa số là họ không biết được cái sản phẩm nào là chất lượng, sản phẩm không chất lượng, thì họ cứ thấy rẻ là họ mua thôi. Nhằm đảm bảo nguồn năng lượng luôn đầy đủ cho điện thoại di động mọi lúc mọi nơi, chiếc pin sạc dự phòng nhỏ gọn như thế này đã ra đời, được rất nhiều người sử dụng. Ngay cả khi hôm bữa Sài Gòn báo bão á, thì ở nhà lo sạc một vài chục sạc dự phòng sẵn sàng để có mà xài, để liên lạc với mọi người. Đi đôi với chiếc điện thoại di động thì luôn luôn có một cặp sạc pin, và em thích nhất là sạc pin dự phòng. Thế nhưng trong thời gian vừa qua, các trang mạng Internet đã đưa tin nhiều vụ cháy nổ khi sạc pin điện thoại bằng bộ sạc dự phòng, khiến những người trực tiếp sử dụng bị thương, thiệt hại tài sản, gây tâm lý hoang mang cho những người sử dụng chúng. Trong thị trường như hiện nay, rất dễ tìm kiếm một chiếc pin dự phòng cho riêng mình với nhiều mẫu mã với giá cả khác nhau. Vậy làm sao để phân biệt được đâu là hàng thật, đâu là hàng giả? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với giám sát bán hàng tại Thế giới phụ kiện A-Store tại thành phố Hồ Chí Minh. Cái cách nhận diện của mình đối với những sản phẩm chính hãng hay không? Đầu tiên mình nhìn cái vỏ hộp nó được sản xuất như thế nào. Như những sản phẩm chính hãng thì cái chữ, những cái dung lượng này nó, các thông tin về cái pin dự phòng nó sẽ in rõ ràng trên nhãn, trên vỏ hộp hết. Ngoài ra thì trong vỏ hộp nó sẽ đều có giấy bảo hành. Trên cái giấy bảo hành chính hãng á thì nó sẽ thường có số email.
hoặc là những cái thông tin của để bên cái nhà hàng sản xuất người ta kiểm tra coi cái này có phải sản phẩm người ta sản xuất ra hay không. Nếu không phải thì lúc mà chị đưa vào á, người ta sẽ không nhận bảo hành cái sản phẩm này. Ngoài ra về còn có giá tiền nữa. Thường các cửa hàng được ủy quyền chính hãng á, thì giá tiền nó sẽ bán giá theo đúng cái giá niêm yết của cái hãng sản xuất đó, chứ nó không bán rẻ hơn. Trừ khi là có các chương trình khuyến mãi do cái hãng sản xuất đưa ra, mình nên tìm đến những cái cửa hàng bán được ủy quyền chính hãng và đã có được phản hồi tốt từ người tiêu dùng trên thị trường để mình mua những cái sản phẩm chính hãng của nó. Vừa rồi là những thông tin nhận biết về mẫu mã của một chiếc sạc pin dự phòng. Còn kết cấu bên trong pin được cấu tạo như thế nào là đúng quy chuẩn? Trước khi lắng nghe ý kiến từ giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên năng lượng Bảo Sơn chuyên sản xuất các loại pin sạc dự phòng uy tín trên thị trường, mời quý vị cùng xem hình ảnh sau đây. Cái kết cấu mà của một cái sạc dự phòng thì nó sẽ bao gồm là cái cell pin, thì nó là những cái cell đơn thể như vậy. Người ta sẽ kết nối tùy theo cái dung lượng mà người ta sẽ kết nối là 2, 3 hoặc là nhiều cell lại để có cái dung lượng phù hợp. Không có này cái mà để mà kết nối mà giữa các cái cell này với nhau á, thì người ta dùng là cái máy hàn gọi là spot welder, thì dùng máy hàn điểm đó để bấm mà cái thanh nickel này kết nối là cái cell lại với nhau. Còn nếu mà trường hợp mà mở ra mà mình thấy mà người ta dùng dây dẫn để người ta hàn bằng chì á, thì cái nhiệt độ của cái mỏ hàn chì đó nó đã ảnh hưởng đến là cái chất lượng bên trong của cái cell pin rồi. Đây là một cái mạch quản lý của cái sạc dự phòng và nó có cái cảm biến nhiệt độ để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, phòng chống cháy nổ. Khi mà nhiệt độ của pin mà tăng lên tầm từ 55 đến 60 độ C thì cái mạch này sẽ ngắt nguồn nó ra hết và ngắt luôn cả cái nguồn sạc vào cho nó để đảm bảo là cái pin này nó an toàn. Cái hiện tượng mà cháy nổ mà từ cái sạc dự phòng mà sinh ra thì thông thường nó là do là khi mà mình sạc vào cho nó, mà trong khi mà sạc vào cho nó mà để nó gần ở cái nguồn nhiệt cao, rồi là những cái củ sạc mà là không chính hãng, thì nó gây ra cái hiện tượng là quá nhiệt, hoặc giả là cái mạch mà quản lý của cái sạc dự phòng đó mà nó còn không làm tốt á, thì nó gây ra cái hiện tượng là quá dòng, quá áp, thì dẫn đến cái viên pin nó sẽ cháy nổ. Tiền nào của đó, đầu tư một pin sạc dự phòng chất lượng tốt với giá thành cao hơn, nhưng rõ ràng giúp cho người tiêu dùng đảm bảo an toàn cho sức khỏe và tài sản của mình. Hy vọng với những thông tin cần thiết này, mọi người sẽ cẩn trọng hơn trong việc chọn mua bộ sạc dự phòng để tránh những điều đáng tiếc xảy ra. Hình ảnh này được camera an ninh ghi lại vào khoảng 5 giờ chiều. Đoạn đường lúc này khá đông phương tiện qua lại. Một người phụ nữ đưa con đến trường và đậu xe sát lề đường để con tự bước xuống xe. Điều này có thể gây nguy hiểm cho em bé. Nhưng mối nguy hiểm mà chúng tôi muốn nhắc đến trong đoạn clip ngắn này đó chính là: cùng quan sát thật kỹ, người thanh niên này đang điều khiển chiếc xe gắn máy đến ngã ba và có động thái muốn sang đường để tiếp tục hành trình của mình. Sau khi chưa qua đến làn đường của mình, người thanh niên này bị khuất tầm nhìn bởi một chiếc ô tô đang chạy đến. Cùng lúc đó, ngay trong làn đường thuận chiều xuất hiện một chiếc xe máy chở hai học sinh từ hướng ngược lại, đã lấn sâu vào làn đường thuận chiều này. Có lẽ học sinh cầm lái đang cố điều khiển xe gắn máy vượt trái chiếc ô tô bên cạnh. Vì chiếc ô tô lúc này vô tình làm vật che chắn tầm nhìn của người đàn ông, cho nên cú va chạm đã xảy ra. Cùng nhìn lại hai học sinh này một lần nữa. Họ đi với tốc độ khá nhanh, không đội nón bảo hiểm, chạy ngược chiều và chưa đến tuổi được phép điều khiển xe mô tô hai bánh. Cú va chạm vừa rồi đã làm cả ba ngã nhào. Rất may mắn không xảy ra tai nạn liên hoàn và đáng tiếc trong trường hợp này. Để con tự đến trường là hình thành thói quen tự lập cho con ngay từ nhỏ, nhưng đây cũng là nỗi lo lắng của không ít phụ huynh.
Ở đoạn clip thứ hai sẽ là một vụ tai nạn giao thông xảy ra với hai học sinh khác. Hai học sinh này đang di chuyển bằng xe đạp. Khi phát hiện có một chiếc xe trọng tải lớn từ hướng ngược lại đi tới thì thay vì dừng xe lại và đợi chiếc xe tải đi qua như người điều khiển chiếc xe máy này, hai học sinh nam đã nhanh chóng điều khiển xe đạp leo lên lề. Do không đủ sức cho chiếc xe đạp leo lên lề hẳn, cậu học sinh phía trước loạng choạng rồi ngã xuống đường cùng với chiếc xe đạp ngay sát bánh xe tải vừa vô tình chạy ngang đúng lúc. Thật may mắn cậu bé đã thoát nạn trong gang tấc. Cả hai tình huống mà chương trình Camera Cận Cảnh vừa giới thiệu đến khán giả hy vọng là một kinh nghiệm đáng nhớ, không chỉ dành riêng cho các em học sinh mà còn là lời nhắn gửi đến phụ huynh. Hãy thường xuyên nhắc nhở con em mình phải thật cẩn trọng và tuân thủ luật pháp khi tham gia giao thông trên đường phố. Những vụ trộm cướp diễn ra trong chớp mắt. Những món đồ đắt tiền luôn là món mồi ngon cho kẻ trộm. Những nạn nhân bất lực trước sự táo tợn và manh động của kẻ trộm. Camera cận cảnh đã từng đề cập đến nhiều vụ trộm mà nạn nhân hầu hết đều bất lực nhìn tài sản của mình bị lấy đi. Và lần này chương trình sẽ cận cảnh vào một vụ trộm mà vật bị trộm là hai chiếc xe dựng hớ hênh trước cửa nhà không hề có người trông coi. Có hai chiếc xe máy được dựng ngay ngắn phía trước một căn nhà. Thế nhưng hoàn toàn vắng bóng người trong xe. Một người thanh niên đi trên lề đường, vừa đi vừa nghe điện thoại bước đến. Anh ta dừng lại một lúc trước cửa căn nhà, ngó nghiêng quan sát xung quanh. Có lẽ anh ta định tìm chủ nhân ngôi nhà này chăng? Nhưng anh ta không vội bước vào trong nhà mà đứng quan sát phía trước. Sau đó anh ta tiến đến một trong hai chiếc xe máy đang dựng ngay trước cửa nhà. Bằng một hành động rất đáng ngờ, anh ta bước đến sát chiếc xe máy, mắt vẫn không ngừng quan sát. Và chỉ bằng một động tác, anh ta đã bẻ khóa được chiếc xe máy. Người thanh niên lộ diện là một kẻ trộm. Lại một màn đánh cắp nhanh chóng, sẽ chẳng có ai phát hiện ra tên trộm xe liều lĩnh này chăng? Từ góc nhìn này có thể thấy, chiếc xe được dựng ở vị trí khá khuất so với cánh cửa của ngôi nhà. Tên trộm chỉ bằng một động tác duy nhất đã bẻ khóa được chiếc xe. Và tình huống bất ngờ xảy ra. Cánh cửa ngôi nhà bật mở. Một người đàn ông lao ra từ phía trong ngôi nhà và truy hô đuổi theo tên trộm. Tên trộm hốt hoảng nhanh chóng bỏ chạy ngay khi vừa mới bẻ khóa được chiếc xe. Ngay sau đó xuất hiện thêm một thanh niên nữa cùng truy đuổi kẻ trộm. Còn kẻ trộm thì vứt luôn cả chiếc dép giữa đường để bỏ chạy thoát thân. Nhằm đảm bảo an toàn thuận lợi cho người dân và thay thế trạm điều hành xe buýt Bến Thành cũ bị ảnh hưởng khi thi công xây dựng nhà ga ngầm tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, ngày 28 tháng 12 năm 2017, Trung tâm Quản lý và Điều hành Vận tải Hành khách Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh chính thức đưa vào sử dụng trạm trung chuyển xe buýt hiện đại Bến Thành, tọa lạc trên đường Hàm Nghi, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Trạm trung chuyển xe buýt có tổng diện tích khoảng 5.600 m², bao gồm toàn bộ phần mặt đường dành riêng cho ô tô. Trạm được thiết kế hiện đại, phân thành hai khu vực để đón và trả khách. Mỗi khu vực được phân luồng tuyến rõ ràng, giữ an toàn cho hành khách tại khu vực chờ và giúp mọi người nhận dạng được tuyến xe buýt cần đi lại. Mô hình nhà chờ mới được thiết kế hiện đại, có mái che nắng, che mưa và chống ngồi cho người dân, gồm 4 dãy, 8 nhà chờ, chia thành hai khu vực để đón và trả khách. Mỗi nhà chờ được lắp đặt các bảng điện tử kết nối Internet, kết nối dữ liệu với trung tâm nhằm cung cấp thông tin trực tuyến về mã số tuyến, thời gian chờ xe đến, khoảng cách từ trạm đến xe gần nhất, tạo tâm lý chủ động thoải mái cho người dân. Cái là cái chỗ này nè, là rất là đẹp. Thấy có người có bảo vệ, người ta hướng dẫn cho mình đi trước bước, không có bị lạc. Có mình không có sợ đi lộn xe, mà có chỗ vệ sinh công cộng. Thì nó rất là hiện đại so với lần trước, tại vì có nhiều mái che rồi trời mưa rồi cũng mát mẻ, rồi cũng có cập nhật những tuyến xe buýt online, rồi cũng giúp cho những người không biết về các tuyến xe buýt
hoặc là có thể giúp họ biết những chuyến đi của mình, rồi cũng có trật tự an ninh. Như mấy lần trước thì xe buýt thì đứng không đúng lúc, không đúng chỗ, cứ chen chặt nhau mà đi. Bây giờ thì đã chia ra rồi, thì làm như vậy thì là em thấy được. Mình thấy tiện hơn cho sinh viên, ví dụ như có họp bản thông tin thì biết được lịch trình của xe buýt đi, rồi đón khoảng bao nhiêu phút thì xe tới, rồi tiện hơn, rồi sạch sẽ hơn, hiện đại hơn, giống như bên nước ngoài hơn. Thứ nhất thì cái việc mà chia làng ra để những cái tuyến cụ thể này sang một cái làng cụ thể thì nó rất là tiện để mà theo dõi, với lại mình nhớ được. Và chia như vậy thì nó dễ nhìn, nó dễ nhận biết hơn đối với cả người trẻ, là những người có thể nhìn ở bảng điện tử này nọ, hoặc là lớn người già thì họ cũng có thể hỏi này nọ và ai cũng chỉ dễ hơn. Thứ hai là có cái nhà chờ nữa thì nó rất là tiện lợi. Hiện tại thì mình rất là thích cái sự thay đổi này. Bến xe buýt này thì được xây lại mới hơn, lại có máy che mưa. Lúc trước thì đón đằng kia không có máy che mưa, đợt này có máy che mưa che nắng rồi đón sẽ khỏe hơn. Với lại có phân theo từng khu, lúc trước là đón một chỗ thôi, rất khó, nhiều người đứng chung một chỗ rất khó. Còn bây giờ là người nào đi xe số mấy là có một phân khu để ngồi riêng hết trơn, rất là tiện lợi. Cảm thấy là rất là tiện lợi khi ngồi đây đón xe buýt, có thể biết được thời gian và thời gian lúc đi và thời gian lúc xe buýt rời bến ạ. Bên cạnh đó, trạm trung chuyển xe buýt còn lắp đặt thêm 2 trụ thông tin kết nối Internet, kết nối dữ liệu phục vụ nhu cầu tra cứu trực tuyến nhằm giúp người dân tìm được địa điểm cần đến trên bản đồ tra cứu. Ngoài ra, trụ thông tin còn cung cấp các thông tin về hệ thống vận tải hành khách công cộng, cập nhật tin tức, báo chí, thời tiết trong ngày. Tại đây có lắp đặt 4 nhà vệ sinh công cộng hiện đại, tạo cảm giác thoải mái, tiện nghi cho người dân đi lại bằng xe buýt. Đặc biệt, trạm trung chuyển có phần thiết kế những lối đi dành riêng cho người khuyết tật và người già, giúp họ di chuyển dễ dàng hơn khi sử dụng xe buýt. Thấy tốt hơn nhiều chứ, tốt hơn nhiều, tại vì cái kia là vô rồi không biết xe đường đi, còn cái này là biết đường đi, biết cái chỗ mình đi tới. Sạch sẽ và thông minh, bấm một cái là cửa tự động chạy ra, rất là thoải mái nếu mà cái địa điểm vệ sinh thông minh là được nhân rộng. Ý em đó là rất là muốn lắp từ lâu rồi, nhưng mà bây giờ thấy lắp lại mình rất là mừng ạ. Tại vì khi mà ra đứng đối xe buýt rồi, nhiều khi có ai đó có cái chuyện mà không thể lường trước đó, người ta không thể giải quyết được. Chứ lúc trước không có rồi khó lắm. Ví dụ như bình thường đi thì tới, ví dụ không biết xe đã qua chưa hay là khi nào xe tới, nhưng mà bây giờ có bảng thông tin thì biết là bao nhiêu phút nữa là có xe tới, rồi biết là đón ở làng nào. Còn mấy bữa thì mấy đối với trạm cũ thì không có biết, phải hỏi mấy người xung quanh, mà nhiều khi không biết thì đón lộn xe nữa. Mình cảm thấy là cần được nâng rộng ra các toàn xe buýt này để mọi người có thể thuận lợi việc đi xe buýt. Rất là lợi ích, nhất là công cộng, và lợi ích cho xã hội là bớt cái xe gắn máy đi để đỡ cái tiền kẹt xe rồi vân vân. Tiện ích như vậy thì mình mong là nó càng ngày có càng nhiều trạm xe buýt giống như vậy để cho mọi người sử dụng bớt đi cái phương tiện, sử dụng phương tiện công cộng nhiều hơn, bớt đi cái phương tiện kia, ví dụ là giảm thiểu kẹt xe rồi bảo vệ môi trường nữa. Đây là một cái mô hình tốt, tạo điều kiện cho người dân để đi xe buýt là phương tiện công cộng nhiều hơn. Mà làm như vậy thì nó sẽ vừa giảm tải được cái gánh nặng trên cơ sở hạ tầng, với lại nó cũng sẽ giảm thiểu được một số tai hại xấu của xe đối với môi trường. Những tiện nghi ngày càng tốt hơn dành cho người đi xe buýt đã thể hiện động thái tích cực của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh trong việc tạo điều kiện thuận lợi để người dân giảm dần xe máy, sử dụng xe buýt công cộng, góp phần bảo vệ môi trường và giảm đi tình trạng kẹt xe cũng như tai nạn giao thông trên đường phố. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về email camera.cancanh@mcv.com.vn hoặc số điện thoại 0938 980 305.